Như các bạn đã biết, trong hàng tỷ người trên thế giới này, mỗi người có một tính cách, một suy nghĩ hầu như không ai giống ai. Lý do là bởi mỗi người chúng ta có một môi trường sống. Môi trường sống là thứ hình thành nên tính cách. Trong tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung cũng có rất nhiều nhân vật với những màu sắc khác nhau. Có kẻ giết người không gớm tay, có kẻ thích theo quy củ, có người lại chẳng cần phép tắc, ung dung tự tại, tùy ý mà hành sự. Đúng với sai là một khái niệm trái ngược, nhưng lại là ranh giới khá mơ hồ. Có thể đúng với người này mà sai với người kia và ngược lại. Nhưng Đình Phong thích những con người đỉnh thiên lập địa, dám làm dám chịu, có ân phải trả, có thù phải báo, không thích kiểu người hay nói đạo lý. Và ngày hôm nay đây, tại hạ xin chọn mặt điểm tên, liệt kê ra 5 nhân vật mà theo Đình Phong thấy có tính cách ấn tượng nhất. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Nhậm Ngã Hành tuy là một kẻ giết người không gớm tay, sinh mạng đối với lão chẳng là cái gì. Tuy nhiên, Đình Phong phục lão ở một điểm. Lão là một con người thẳng thắn, dám làm dám chịu, đã nói là làm. Nhậm Ngã Hành tuy cực kỳ kiêu ngạo, nhưng tuyệt không phải là kẻ ngụy quân tử. Những ai vào sinh ra tử, có ơn với lão, lão đều không bao giờ quên. Còn nhớ khi xưa ở chùa Thiếu Lâm, chính phái và tà phái đụng độ với nhau một phen. Nhậm Ngã Hành đã nói, trong những cao nhân hiện thời, tại hạ khâm phục tính ra không có mấy. Đếm đi đếm lại, chỉ có 3 người rưỡi, trong đó có một vị đại hòa thượng. Trong 3 người ấy, có Phong Thanh Dương, Phương Chứng Đại Sư và Đông Phương Bất Bại. Nửa còn lại là của Xưng Hư Đạo Trưởng. Cái thông khoái của Nhậm Ngã Hành đó là chỉ phục một nửa Xưng Hư, và phục kẻ thù lớn nhất của đời mình là Đông Phương Bất Bại. Bố vợ Xung Nát giải thích rằng, lão phu võ công đã cao thâm, cơ trí cũng hơn người, vẫn cho là trong thiên hạ không còn ai là địch thủ. Chẳng ngờ lại bị Đông Phương Bất Bại chơi một vố cay, suýt nữa mất mạng dưới đáy Tây Hồ, vĩnh viễn không làm sao thoát ra được. Đông Phương Bất Bại là một nhân vật lợi hại đến như thế, thì lão phu không khâm phục làm sao được. Nhậm Ngã Hành quay lại nhìn Xung Hư Đạo Trưởng, trưởng môn phái võ đang nói, người thứ tư mà lão khâm phục, tức là lão Mũi Châu đó. Thái cực kiếm của lão đạo ở phái võ đang có nhiều chỗ độc đáo, thế nhưng lão đạo giữ lòng trong sạch, tự ái, không can thiệp vào những chuyện vu vơ trong chốn giang hồ. Có điều lão đạo không biết giáo huấn đồ đệ, để cho phái võ đang nảy nở những nhân tài hào kiệt. Vậy khi lão Mũi Châu cưỡi hạc về trời Tây, thì e rằng cái môn thái cực kiếm đến thất triển mất. Hơn nữa thái cực kiếm của lão đạo tuy cao thâm, nhưng chưa chắc đã thắng nổi lão phu. Vì thế mà lão phu chỉ khâm phục có một nửa, mà tính là nửa người. Trong 5 người trong ngũ tuyệt, Vương Trùng Dương Hồng thất công cả đời làm việc thiện, cứu dân giúp nước. Âu Dương Phong thì toàn làm việc ác. Duy chỉ có Hoàng Dược Sư là người chẳng phải chính, chẳng phải tà, gọi là 50-50. Còn nhớ tại Lục Gia Trang, khi bị Doãn Chí Bình chửi cho một trận, Hoàng Dược Sư nói, Hoàng lão tà ta bình sinh hận nhất là nhân nghĩa lễ pháp, ghét nhất là tiết liệt thánh hiền. Đó đều là những thứ lừa gạt bọn ngu phu ngu phụ. Người đời hết đời này tới đời khác rơi vào đó, vẫn còn ngu ngơ chưa biết. Đúng là đáng thương mà cũng đáng cười. Hoàng Dược Sư ta không tin vào thứ lễ giáo ăn thịt người không nhả xương ấy, thì người ta bảo ta là tà ma ngoại đạo. Hừ, ta là tà ma ngoại đạo, nhưng so với bọn khốn kiếp luôn miệng nói nhân nghĩa đạo đức, để hại người e rằng còn thua một chút đấy. Đông tà thấy Lục Quán Anh và Trình Giao ra có kẻ tình trong như đã mặt ngoài còn e, liền nói rằng, nếu hai người các ngươi tình nguyện, thì ta sẽ tác thành cho chuyện này. Chuyện hôn nhân của con gái, ngay cả cha mẹ cũng không thể ép gả được. Quán Anh, đừng lăng nhăng với ta, rốt cuộc lại ngươi có muốn cưới thị làm vợ không? Lục Quán Anh giật nảy mình vội nói, tổ sư gia, tôn nhi chỉ sợ không xứng đáng với nàng. Hoàng Dược Sư quát lên, xứng đáng, ngươi là đồ tôn của ta,
cho dù là công chúa điện hạ cũng xứng đáng. Trình Giao Gia là phận nữ, lại chưa xin phép phụ mẫu, nhưng phần vì thích Quán Anh, phần vì sợ Đông Tà, nên cũng gật đầu. Đông Tà nói, hay lắm, Quán Anh, ngươi đi tìm một đôi nến, đêm nay các ngươi động phòng hòa chúc. Lục Quán Anh ngẩn người kêu lên, tổ sư gia. Hoàng Dược Sư nói, cái gì, bái thiên địa rồi không động phòng à? Vợ chồng các ngươi đều là người học võ, chẳng lẽ động phòng nhất định phải có rèm thêu nệm gấm hay sao? Suy nghĩ của Đông Tà quả là đi trước thời đại. Tạ Tốn là một trong tứ đại pháp vương của Minh giáo. Năm xưa chỉ vì thành côn lập mưu trả thù Dương Đỉnh Thiên mà khiến ông cũng bị vạ lây. Côn trong một đêm hiếp vợ giết con Tạ Tốn, đánh chết cha mẹ lão, em gái em trai toàn ra là 13 mạng người, khiến Kim Mao sư vương đau đến tận xương tủy, muốn chết không được sống cũng chẳng xong. Tạ Tốn thề sẽ truy cùng đuổi tận, quyết bắt bằng được thằng sư phụ chó phải đền tội. Đuổi mãi không được, Tạ Tốn gần như phát điên, giả dạng sư phụ gây nên bao nhiêu cái chết thương tâm, nhằm để thành côn phải ra mặt. Còn nhớ khi Tạ Tốn cùng hai vợ chồng Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố ở trên băng hỏa đảo. Trương Thúy Sơn nói, đây là một hòn đảo hoang không có người ở nơi cực bắc. Tạ Tốn ồ lên một tiếng, ngay lúc đó trong lòng nổi lên vô số ý niệm, thử người một hồi lâu rồi nói, nếu như thế thì mình không sao về lại được nữa. Trương Thúy Sơn nói, cái đó cũng còn tùy ở ông trời. Tạ Tốn chửi, cái gì mà ông trời, đồ chó trời, đồ giặc trời, đồ ăn cướp trời thì có. Nếu một người bình thường không hiểu chuyện gì, hẳn sẽ nói Tốn là thằng phàm phu tục tử, ăn nói hàm hồ. Nhưng nếu cứ thử đặt địa vị vào ông ta xem, có cay hay không, chắc hẳn mấy cao nhân hay nói đạo lý sẽ an ủi rằng, chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, có giết thành côn thì vợ con cha mẹ cũng có sống lại được đâu, chi bằng bỏ qua tất cả để tiếp tục sống vui vẻ trong quãng đời còn lại. Nói thì thật hay, nhưng cứ thử đang có gia đình hạnh phúc, tự nhiên vợ bị hiếp, đứa con nhỏ chưa tròn 3 tuổi bị giết, cha mẹ cũng chung kết cục, mà thằng gây ra lại là sư phụ vô cùng tôn kính của mình, xem cứ thử đau hay là không. Tạ Tốn vì tức giận nên tinh thần không ổn định, thi thoảng phát điên. Tuy nhiên khi lão nghe thấy tiếng của Trương Vô Kỵ lúc mới sinh, lập tức lương tri nổi dậy, bệnh điên biến mất, đầu óc trở lại sáng suốt như bình thường. Kim Dung từng mô tả Tạ Tốn bình sinh là một kẻ văn chất, nho nhã quân tử. Chỉ là do ông trời đối với lão quá tệ, nên lão sinh hận mà gây ra nhiều ác nghiệp thôi. Đình phong phục Tạ Tốn là bởi cách cư xử của ông ta với Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn. Còn nhớ khi ở trên Thiếu Lâm Tự, dù rất muốn giết lão, nhưng Tốn vì tôn trọng thầy, chấp nhận chịu ba chiêu không đánh trả. Về sau nhân ở dưới hầm lợi dụng bóng tối, đã chọc mù mắt Thành Côn, mà phế đi toàn bộ võ công của lão. Kim Dung mô tả Tốn bỗng từ dưới đất nhảy vọt lên, tay đấm mạnh vào ngực mình một cái, trong miệng máu chảy vọt ra. Trương Vô Kỵ vội đỡ ông ta, thấy bàn tay yếu ớt vô cùng, quả nhiên võ công đã mất hết cả rồi, không còn có thể khôi phục lại được nữa. Tạ Tốn giơ tay chỉ Thành Côn nói, Thành Côn, ngươi giết cả nhà ta, hôm nay ta cũng hủy đi đôi mắt, phế bỏ võ công của ngươi để trả thù. Sư phụ, một thân võ công của đệ tử do thầy truyền thụ, bây giờ cũng hủy bỏ hết, trả lại cho người. Từ giờ trở đi, ta với ông không ơn không oán, ông không còn bao giờ thấy mặt của ta, ta cũng không bao giờ thấy mặt ông nữa. Qua cách hành xử của Tạ Tốn, chúng ta có thể thấy Kim Mao Sư Vương là một kẻ ân oán phân minh, xứng đáng là bậc đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Nhắc đến Tạ Tốn, chúng ta lại nhớ về cuộc đời của nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao, nổi tiếng với câu nói, ai cho tao lương thiện. Nếu anh em đã từng xem một video của Đình Phong, hẳn sẽ biết Phong Thanh Dương là một trong số ít nhân vật được tại hạ đánh giá rất cao. Đình Phong thực sự ấn tượng với cách lão nói về lũ đạo đức giả và cả những bọn tự mình cho là tài giỏi.
Phòng Thành Dương nói, trong Ngũ Nhạc kiếm phái cũng chẳng thiếu chi bọn xuẩn tài. Chúng cứ cho rằng học được những chiêu kiếm tinh thục của sư phụ, truyền cho là trở thành cao thủ. Hừ, học thuộc lòng 300 bài thơ đường thì kẻ không biết ngâm thơ cũng ngâm được thật. Nhưng chỉ thuộc thơ của người ta, rồi mình có làm thơ cũng chẳng ra hồn. Nếu tự mình không có óc sáng tác, liệu có thành đại thi gia được không? Lão lại nói tiếp, đã là bậc đại trượng phu, muốn làm thế nào thì cứ thế mà làm. Tựa hồ như nước chảy mây trôi, muốn đi về phương nào thì đi. Hết thảy quy củ của võ lâm, giáo điều môn phải vứt hết mẹ cả đi. Câu nói này của Phong Thanh Dương chẳng phải là đang vỗ mặt những bọn ngụy quân tử, nhưng mồm hay nói đạo lý hay sao? Tại sao Tiêu Phong lại là nhân vật được yêu thích nhất trong Kim Dung? Có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, Phong là thiên hạ vô địch nếu không xét đến vô danh thần tăng. Và lý do thứ hai, tính cách của cựu bang chủ quả thật xứng đáng với năm chữ Nam Nhi Đại Trượng Phu. Cổ nhân đã có câu, mà Đình Phong cũng nghe loáng thoáng thôi, chứ không biết là cổ nhân hay kim nhân nữa. Đó là khi bạn xây một bức tường thật đẹp, tuy nhiên có một viên bị vênh ra, người yêu thích bạn sẽ cho rằng nó không có vấn đề gì. Bức tường vẫn đẹp, nhưng người không yêu thích bạn sẽ tìm đủ mọi cách chê trách bức tường kia. Phong là người được yêu thích nhất, nhưng có lẽ cũng có rất nhiều người ghét. Chuyện yêu ghét là chuyện thường của Kim gia. Nhưng phải khẳng định lại một điều, Tiêu Phong là một trong những nhân vật kết giao được nhiều bằng hữu nhất trong 15 tác phẩm của Kim Dung. Hình như là đứng đầu thì phải. Lệnh Hồ Sung cũng nhiều, nhưng không tự gây dựng, mà là nhờ thanh thế của Doanh Muội. Các anh em cứ để ý lý do tại vì sao Sung Nát và cựu bang chủ lại có nhiều bạn đến thế, trong khi Tĩnh Quá Kỵ, Trúc Dự Cẩu làm gì có mấy ai. Nguyên nhân đơn giản thôi, là bởi bọn họ không câu nệ tiểu tiết, chẳng quan trọng chính tà, chỉ cần sống có nghĩa khí là được. Tiêu Phong sống thế nào mà Mã Đại Nguyên Mã Phó Bang Chủ, dù vợ đẹp ép buộc, thường ngày tính khí không hợp với ông, vẫn nhất quyết không chịu tung hê bí mật của chàng. Tiêu Phong sống thế nào mà Bạch Thế Kính tuy cũng chết vì gái, nhưng cũng nhất quyết không nghe lời Khang Mẫn hãm hại chàng. Tiêu Viễn Sơn khi ở trên núi Thiêu Thất đã nói với Phong, hôm đó ở ngoài Nhạn Môn Quan, quân hào Trung Nguyên không hỏi đầu đuôi, liền giết mẹ ngươi, dù nàng không biết võ công, con thử xem thù này có nên báo hay không. Tiêu Phong nói, thù cha mẹ không độ trời chung, lẽ nào không báo. Chàng nói tiếp, ra ra, tên đại ác nhân giết mẹ con, có thể nói rằng năm xưa bị nhầm lẫn, tuy lỗ mãng thật, nhưng không phải cố ý làm việc ác. Ông nói được câu này, chứng tỏ chàng ân oán phân minh, chuyện nào ra chuyện đó, chứ không phải vì thù hận mà mở mắt. Chả thế mà khi Mộ Dung Bác có ý định đổi trác, chàng giơ trưởng đánh xuống cái bàn gỗ, nghe chát một tiếng vỡ thành mấy mảnh, thanh chủy thủ rơi ngay xuống đất lạnh lùng nói, mối thù giết mẹ đâu có thể đem làm món hàng trao đổi. Thù này báo được thì báo, không trả được thì cha con ta cùng chịu chết nơi đây. Cái trò nhơ bẩn này đâu phải là việc cha con Tiêu Mỗ có thể nhúng tay vào được. Mộ Dung Bác ngẩng mặt lên cười ha hả, lớn tiếng nói, ta từng nghe Tiêu Phong Tiêu Đại Hiệp tài lược cái thế, kiến thức hơn người, có biết đâu hôm nay lại chỉ là một kẻ không biết đại nghĩa, hành y chí khí chỉ là một kẻ dũng phu. Ha ha, nực cười ơi là nực cười. Tiêu Phong biết y dùng lời khích mình, lạnh lùng nói, Tiêu Phong là anh hùng hào kiệt cũng được, mà có là phàm phu tục tử cũng chẳng hề gì, miễn là không vào trong của ngươi, trở thành con dao giết người để ngươi lợi dụng. Mộ Dung Bác nói, ăn lộc vua thì phải hết mình báo chúa, ngươi là trọng thần một nước, mà chỉ nhớ đến mối thù cha mẹ, không nghĩ đến bề tận trung báo quốc, liệu có phải với Đại Liêu hay không? Tiêu Phong tiến lên một bước hiên ngang đáp, ngươi đã thấy cảnh Tống Liêu thù hận giết nhau ở biên quan chưa? Đã thấy người Tống người Liêu vợ lìa chồng, con mất cha, nhà tan người chết hay chưa? Hai nước Liêu Tống bãi binh mấy chục năm nay, nếu như binh đao trở lại, Thiết Kỵ Khiết Đan xâm nhập vào Nam Triều,
ngươi có biết sẽ có bao nhiêu người Tống chết thảm, bao nhiêu người Liêu chẳng còn toàn thây hay không? Qua những câu nói trên, càng làm nổi bật lên tính cách của Tiêu Phong, một người anh hùng hoàn mỹ trong tác phẩm của Kim Dung. Video của Đình Phong đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy like đăng ký để ủng hộ tại hạ. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.